coi trailer Lật Mặt 7 rồi, mọi người cho vô và ekip đoàn phim cảm nghĩ như thế nào? Giơ tay nào! Giơ tay cao nè! Giơ tay cao! Giơ tay nào! Anh leo lên đầu bạn anh luôn kìa. Trời ơi! Mời bạn! Trời ơi! Cái gì mà leo quá leo rồi! Mời bạn áo màu đỏ! Áo màu đỏ! Bế nhau đi nhận bà luôn! Mời bạn, vì hành động leo lên đầu bạn mình. Chúc mừng bạn đã nhận được một suất may mắn trả lời khi đứng bên cạnh các diễn viên của chúng ta. Trời ơi, mang dép nhìn cưng ghê không? Gì đâu, hơn nó mà còn xà lỏng á. Xin mời em. Thưa mọi người, hiện tại là em hơi rung bé từ từ thôi tập. Dạ, cảm nghĩ của em xem được cái trailer phần 7 của của Lật Mặt. Không có xỉu nè, không có xỉu nè. Phần 7 của gì ta? Lật Mặt phần 7. Em nhớ gì đó được rồi. Lật Mặt phần 7 một điều ước. Em thấy chú Lý Hải có đầu tư vào cái bối cảnh và thở quá vỗ tay quý vị ơi, nhập mà có đầu tư vào cái bối cảnh và nhập tâm nhiệt tình là một người đạo diễn và anh thấy em khá đầu tư cho câu trả lời của mình. Coi xong cho lên cảm xúc sao? Dạ, cảm thấy sao nó vậy? Của em thì nó cảm thấy ý nghĩa là người mẹ. Em không rung quá, em nói không có nổi. Có nhớ mẹ không? Có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ. Và anh không có gì hơn thì ngày mấy? Ngày 26 tháng 4 em sẽ ra ủng hộ đạo diễn chú Lý Hải và toàn bộ ekip rồi đầu phim. Cảm ơn nha, nhớ dẫn mẹ đi nha. Dạ. Ok, thank you, vỗ tay được không ạ? Quá dễ thương luôn. Xuân được chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc ô tô đến từ khu Mac cùng bộ phim Lật Mặt 7. Trời ơi, bé luôn. Bây giờ còn rung không? Rung thiệt luôn mọi người. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, một đôi tay dành cho bạn. Đứng trên sân khấu và đứng bên cạnh anh Lý Hải và dàn cast nữa thì chắc chắn là phải rung rồi ạ. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúc mừng mọi người, chúng ta vẫn còn những chiếc xe máy, những chiếc xe điện, xe đạp đằng sau nữa. Vì vậy mọi người ơi, chờ nha, chúng ta còn rất nhiều quà nữa. Và bây giờ trước khi chia tay với dàn cast trên sân khấu thì chúng ta chụp chung một tấm ảnh lưu niệm được không ạ? Ok, xin mời dàn cast của Lật Mặt 7 một điều sẽ quay ngược lại để chụp hình chung với tất cả mọi người. Cho Lý Hải chụp chung tấm hình làm kỷ niệm nha, không biết khi nào có cơ hội nha. Rồi alo. Từ từ nha, nhờ tất cả mọi người vô số 7 lên nha, Lật Mặt 7 nha. Đợi chưa các bạn, chuẩn bị nè. 1, 2, 1, 2, 3, vô. Một cái nữa nè, một cái nữa nè. Rồi, are you ready? Gần hơn với mọi người nào. Ok, số 7 nha. Số một bước nữa để mình không chơi khán giả nè. Rồi, đưa số 7 nha, 7 ngón tay nha, 7 ngón tay ha. Rồi, chuẩn bị. Mọi người ơi, mình sẽ có một cái cầu hiệu chung với nhau. 1, 2, 3, Lật Mặt 7, một điều ước, yeah nha mọi người. Ok, 1, 2, 3, Lật Mặt 7, một điều ước, yeah. Tuyệt vời. Yeah, thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau ra rạp tại một sớm để gặp gỡ những nhân vật của Lật Mặt 7, một điều ước trong phim quý vị nha. Và ngay bây giờ
sẽ để cho tất cả mọi người không dừng lại ở cái không khí này. Sân khấu chúng ta sẽ nóng hơn nữa với một phần quà, đó chính là OST của Lật Mặt 7, một điều ít. Và chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của một nam rapper tròn tròn, dễ thương, nhưng mà cái giọng nói rất là khui khui khui. Ai à? Một đồng này được cùng đón chào OST của Lật Mặt 7, một điều ước cùng với You Know Big Boy. Bây giờ sẽ tiếp tục mang đến những món quà tiếp theo dành cho tất cả mọi người. Quốc Bảo xin được bật mí là chúng ta sẽ còn những phần quà rất là hấp dẫn à. Và ngay bây giờ mọi người ơi, chúng ta tham gia trả lời câu hỏi cây hút được không ạ? Điện thoại của mọi người đâu hết rồi nào? Hãy cùng lấy điện thoại của mình ra và chuẩn bị quét mã QR code của chúng tôi và đến với phần trả lời cây hút để có cơ hội chinh phục cho mình những giải thưởng rất hấp dẫn à. Đó chính là xe đạp điện Blu-ray X16. Bên cạnh đó, phần quà tiếp theo đó chính là xe đạp điện AI E-Bike cùng với ví Midori. Tiếp theo đó chính là nón đông tây Barbershop và những chiếc áo thun của Gourmet. Và bên cạnh đó chính là những bộ kem chống nắng đến từ IG. Đó, hấp dẫn chưa? Xe điện và xe đạp điện nè mọi người ơi, lấy điện thoại của mình ra và tham gia game cây hút ngay và luôn nào. Rồi, thao tác đầu tiên, mọi người lấy điện thoại của mình ra, quét mã QR code ngay trên sân khấu và đặt tên sao mà dễ nhớ nha các bạn nha, dễ thương nè, thêm số điện thoại đuôi của mình nữa càng tốt nha. Thanh Thanh, Bé Vân, rồi Minh Anh nè, Kiều Diễm, Kim Huyền, Thùy Trang, quá trời tên rồi. Chúng tôi xin tổng kết là hiện tại đã có 300 người đăng nhập rồi. 330, 345, 360, 370 mấy người. Wow, rất hấp dẫn ra. Nhưng câu hỏi rất dễ à. Đã, 450 à. Vâng nào, phố đi bộ của chúng ta hôm nay có bao nhiêu người nào? Trời ơi, thưa quý vị và các bạn, người mẫu thanh thức đang ngồi trên chiếc xe điện của chúng tôi. Và nữ diễn viên Đinh Thiên Dung đã lựa chọn chiếc xe đạp điện. Rồi, 600 người tham gia rồi. Tiếp tục nè mọi người ơi, tay con số này nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhiều hơn nữa nào. Mình còn bao nhiêu phút nữa ạ? Ok, chuẩn bị chốt đơn nha. 10 giây nữa mình khóa cổng đăng nhập lại nha. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại anh Quách Ngọc Thiên và anh Thanh Thức đang ngồi trên chiếc xe đặc biệt đến từ thương hiệu. 800 người tham gia rồi ạ. Thưa quý vị, chiếc xe đặc biệt vừa rồi đó chính là chiếc xe đến từ thương hiệu AI E-Bike. Và diễn viên Danny Young đang ngồi trong một chiếc xe đặc biệt rất thời thượng đến từ thương hiệu Blura X16. Và 5, 4, 3, 2, 1, quá cổng đăng nhập ạ. Ok, và chúng ta đang có gần 900 người tham gia cây hút. Và câu hỏi đầu tiên sẵn sàng. Rồi mọi người, mình né chút xíu cho dưới thấy màn hình nha. Phong cảnh con núi khổng lồ bị mưa lũ cuốn bay và sạt lở trong Lật Mặt, ba chàng quyết đã được thực hiện như thế nào? Xin mời. A, quay tại một hòn đảo của Philippines trong mùa bão lũ. B, dựng mô hình núi giả cao 10 mét cùng với sự trợ giúp của 7 cây phun mưa. C, quay tại ngọn núi gần Thác Mai đoàn phim khám phá được khi đi tiệc cảnh. Và D, quay tại ngọn núi gần Thác Mai và xử lý hậu kỳ ở Thái Lan trong 6 tháng. A, B, C hay D ạ? À? 335 người chọn câu B. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Câu đầu tiên, chỉ có 1/3 khán giả trả lời đúng thôi nha. Cố lên quý vị ơi. Jin nè đang ở vị trí thứ nhất, thưa quý vị. Chúng ta đến với câu thứ hai. Người con thứ 7 của nhân vật bà Hai trong phim làm nghề gì? A, kinh doanh bất động sản. B, đánh bắt hải sản. C, thầu xây dựng. Và D,
cả ba đáp án trên đều sai. Đáp án nào đây? 4, 3, 2, 1. Chúng ta đã có 453 người chọn câu D là cả ba đáp án trên đều sai. Vậy thì đáp án chính xác đó là đáp án D, phải không ạ? Chúc mừng các bạn, Mì Mì đang vượt lên dẫn trước với vị trí thứ nhất ạ. Chúng ta đến với câu thứ ba. Thứ tự chúng ta sẽ thay đổi liên tục nha. Vì diễn viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước có số tuổi là bao nhiêu? 10 tuổi, 4 tuổi rưỡi, phải rồi, 4 tháng tuổi, 5 tuổi. Có vụ 4 tháng tuổi nữa nha, từ từ nha. Và đáp án sẽ là A, B hay C? C, 4 tháng tuổi là đáp án được lựa chọn nhiều nhất. C là câu chính xác ạ. Chúc mừng. Thứ hạng tiếp tục thay đổi. Và Minh Tân đang vươn lên vị trí đầu tiên thưa quý vị. Tiếp tục đến câu tiếp theo nào. Ở lần đầu tiên, phần phim đầu tiên của Lật Mặt 7 ra mắt vào thời gian nào? A. Tháng 4 2015, B. Tháng 5 2014, C. Tháng 5 2015 và D. Tháng 4 năm 2014 à. Và lần đầu tiên này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi quý vị nha. Đây là câu thứ tư rồi. Ai trả lời chính xác lần đầu tiên, các bạn sẽ nhận ngay về cho mình xe đạp điện Lura X16. 400 người lựa chọn đáp án A và đó là đáp án. Xin mời anh Lý Hải. Tháng 5 2015 ạ. Trời ơi, rất là tiếc, đáp án C mới đúng quý vị ơi. Và người đang đứng đầu đó chính là Bùi Lê. Câu cuối cùng của lượt đầu tiên đó là, trời ơi, sao câu ấm nhơm ấm nhắc mà hụt hạp gì ở đây, là câu thoại của A. Lâm mà Văn Khoa nói với Hiền Võ Thành Tâm trong Lật Mặt 48 giờ. B. Máy Trồn là Lý Hải nói với mình mà Văn Khoa trong Lật Mặt Nhà Có Ma. C. Đức Huy Khánh nói với Tâm trong Luân trong Lật Mặt Ba Chặt Quyết. Và D là Phương Quốc Cường nói với Phát Huy Khánh trong Lật Mặt 6 ạ. Và đó là A. A là đáp án. B là câu chính xác. Dạ, rất là tiếc, B mới đúng ạ. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với kết quả ở lượt đầu tiên. Xin được chúc mừng chủ nhân chiến thắng đó là, xin được chúc mừng gã ba của chúng ta với tên là Bơ. Chúc mừng gã nhì là Minh Tân và gã nhất đó là Bùi Lê. Bùi Lê thưa quý vị. Bùi Lê xin mời. Bùi Lê. Và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng nhận phần quà của mình. Xin mời các bạn lên sân khấu. Giải ba sẽ nhận về cho mình một nón Barber Shop. Giải nhì nhận về cho mình một ví Midori. Và giải nhất là một xe đạp điện Lura X16 từ quý vị. Xin mời ba bạn may mắn điều khiển lên sân khấu. Minh Tân, đây giải hai. Xin mời ba bạn sẽ đứng giữa sân khấu ạ. Đây, vẫn còn ạ. Vâng ạ, một đồng ý tên lửa để chúc mừng cho ba nhân vật may mắn và xuất sắc của chúng ta ở lượt chơi đầu tiên ạ. Giải ba bên đây ạ. Và với những giải thưởng gọn và nhỏ thì chúng ta sẽ trực tiếp trao cho tất cả quý vị. Còn hai chiếc xe đạp điện này thì quý vị yên tâm nha. Hãy gặp ban tổ chức của chúng tôi đằng sau cánh gà và để lại thông tin của mình. Và sau đó các bạn sẽ nhận trực tiếp về cho mình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, xin mời mọi người chụp ảnh nha. Xin chào một cháu tay ạ.
nhiều, xin được chúc mừng. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình tiếp lượt thứ hai nữa nha. Lượt thứ hai anh hả? Lượt này. Vâng ạ, lượt thứ hai thì lượt hai là chiếc xe cứ bên đây ạ. Chiếc xe còn lại. Rất là thời thượng nha. Và bây giờ xin mời mọi người tiếp tục đến với câu hỏi thứ 6 của chúng ta. Và lần này xin mời mọi người tiếp tục đăng nhập ạ. Hai trăm tám mươi mấy, chín mươi mấy, 300, 302, 303, 304, 350, 306, 307, 308, 309, 400, 401, 402, 403, 404, 450, 406, 407, 408, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 550, 506. Em biết là anh Lý Hải vừa đến một số đó, mà Lý Hải rất là vui trong ngày hôm nay. Đọc không kịp ạ. Rất là vui với tình cảm của tất cả mọi người à. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục đi ạ, đừng dừng lại. Ok. Dạ, 710 rồi, 720 rồi, 703, ai cũng sẽ có 704, 750, 706, 707, 708, 709, 800. 10 giây cuối cùng để chốt sổ nào. Ok. 5. Cho 1.000 đi ha, cho đẹp nha. Cho 1.000 cho đẹp ha. Và 5 4 3 2 1 1.000. 1.000 rồi. Chốt đơn ạ. Vẫn tiếp tục, con số vẫn đang tăng rất nhanh. Ai cũng rất là mê xe đạp điện ạ. 1.028 người tham gia rồi. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta ở lượt này đó là Lật Mặt lần đầu tổ chức mô hình casting online cho phép người tham dự tự quay clip gửi về trên diện rộng vào khi nào? Chúng ta có bốn đáp án ạ. A là Lật Mặt 48 giờ với đề bài tự do cùng điều khiển clip dài trên 1 phút. B, Lật Mặt 48 giờ với đề bài bạn sẽ làm gì nếu chỉ được sống trong hơn 48 giờ nữa. C, Lật Mặt 6 thống đất định mệnh với đề bài bạn sẽ làm gì nếu bị mất 20 tỷ. Và D là đáp án cuối cùng của chúng ta. 335 người chọn đáp án B, đúng không anh Hải ơi? Chính xác. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Sau câu đầu tiên, chúng ta đang có danh sách thứ tự đứng đầu, đó chính là bạn Như. Chúc mừng Như. Câu thứ hai bắt đầu. Đạo diễn Lý Hải đã từng tham gia vào bộ phim chiếu rạp nào của Hollywood? A, lồng tiếng cho phim Kẻ Cắp Giáng Sinh, The Grinch. B, lồng tiếng cho phim Đẳng Cấp Thú Cưng, The Secret Life of Pets. Và C, tất cả đều sai. D, cả hai đều đúng. Tham gia lồng tiếng nha các bạn nha. Lồng tiếng cho một bộ phim điện, một bộ phim hoặc là rất nổi tiếng ngoài rạp. Và đáp án chính xác đó là A. Đáp án A, lồng tiếng cho phim Kẻ Cắp Giáng Sinh, The Grinch. Và danh sách của chúng ta vẫn đang thống trị bởi Như. Chúc mừng Như, một cô gái rất xuất sắc. Câu thứ ba. Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh xoay quanh câu chuyện gì? A, 5 người bạn thân và tờ vé số độc đắc trúng 138,8 tỷ. B, 5 người bạn thân và tờ vé số độc đắc trúng 138,6 tỷ. Hai con số nha các bạn. C là 136,8 tỷ và D là 136,5 tỷ. 136,6 tỷ à.